Hello xin chào các bạn Many đã quay trở lại với vlog lần này thì mình thấy rất là nhiều bạn rất là quan tâm về plugin và các bạn cố gắng phải đào càng nhiều plugin càng tốt nhưng mà các bạn lại không biết là trong Ableton đang có một cái kho plugin rất là kinh khủng và hầu như nó có thể cân được tất cả mọi tình huống trong quá trình sản xuất âm nhạc thì trong vlog lần này mình muốn chia sẻ với các bạn một số cái plugin mà Ableton có sẵn mà các bạn không cần phải bỏ tiền ra để mua hay là các bạn phải đi tải lậu và cài rất là rắc rối trong quá trình mình sử dụng Ableton để phục vụ cho mục đích sản xuất âm nhạc cũng như là mixing và mastering thậm chí là thu âm và bây giờ mình sẽ cùng đi vào phần mềm Ableton để mình xem những plugin đó là gì đó là cái plugin mình nói tới đó là Silent Silent One rất là nhiều bạn gọi là music producer hay sử dụng nó là một cái analog synthesizer nó có giá là 139 euro thì nó đâu tầm khoảng 180 USD tiền Việt thì hơn 4 triệu đồng cho cái plugin này. Vậy tại sao các bạn phải sử dụng cái plugin này mà các bạn không sử dụng đồ có sẵn trong Ableton? Thì cơ bản nó chỉ là một cái analog synthesizer. Thì trong Ableton cũng có một cái analog synthesizer và tên gọi nó cũng là analog luôn. Đây là cái analog mà mình muốn nói tới. Thì bây giờ mình đã đao cái silent mình thì không có sử dụng silent ngày xưa mình có sử dụng nhưng mà sau này mình không có sử dụng nữa đây là bản uh, demo mình đao trên website của hãng thì ở đây mình đã có vặn một số nút để làm ra một cái sao đơn giản đặc trưng của analog base thì đây là cái sao nó thì sai là một cái uh, analog synthesizer rất là nổi tiếng mà rất là nhiều producer từ xưa tới giờ rất là thường sử dụng. Nhưng mà người ta sử dụng nó bởi vì nó có một cái sao băng và cái sao băng này người ta bán rất là nhiều ở trên mạng nên hầu như là bạn nào cũng uh, sử dụng Sai Lần bởi vì nó có sao băng mà các bạn không có tự design sao. Nhưng mà đối với bạn nào mà thích tự design sao của mình á, thì các bạn không cần phải mua phần mềm Sai Lần này mà các bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế lại. À, đơn giản bởi vì nó cùng một cái công thức với nhau thôi. Ví dụ ở đây nó sẽ có oscillator, filter, envelope, rồi ở đây nó sẽ có thêm envelope nữa. Các bạn có thể map gì đó. Thì uh, silent nó thiết kế để cho mình map được nhiều thứ vào trong nhiều envelope. Còn analog thì hiện tại nó vẫn cho không cho chúng ta map quá nhiều thứ. Ở đây thì các bạn chỉ có thể map uh, LFO vào uh, filter hay là envelope của filter thì nó chỉ là envelope của filter chứ các bạn không có map được. Nhưng mà đó không phải là cái vấn đề quá lớn bởi vì nó sẽ có những cái plugin trong Ableton mà nó sẽ hỗ trợ. Mình sẽ nói vào uh, những cái video sau nếu mà các bạn có hứng thú nghe về nó. Cái video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái sao như thế này. Và mình sẽ làm lại bằng cái analog cái sao giống như vậy để chứng minh cho các bạn thấy là các bạn không cần phải mua phần mềm Silent 4 triệu mấy mà các bạn chỉ cần sử dụng analog của Ableton đã đủ rồi Ok, bây giờ chúng ta hãy nghe cái sao đó nó làm cái gì ha Ok, đây là cái driving base của Trance Thì bây giờ mình sẽ làm lại bằng analog Rồi, chưa có gì hết Rồi, bây giờ mình đầu tiên sẽ tắt oscillator 2 Ở đây mình sẽ chọn là saw và octave giảm 2 giảm 2 có nghĩa là mình sẽ dặn nó xuống 2 octave thấp hơn filter ok khá ổn đúng không nó còn dài cái đuôi chút xíu mình sẽ bớt cái đuôi này lại đúng không giống rồi đúng không rồi oxy hai mình chọn sóng sin giảm xuống một Octave và cho thằng này nó đi qua filter một luôn là đi chung vào cái filter này rồi am volume lớn lên cho nó bằng nhau Thank you for trying this demo. Ok, copy cái này qua Rồi, ở đây nó là saw wave một voi sin cái này trừ 2 trừ hai Rồi đúng chưa hai cái đều trừ hai so sin rồi filter thì ở đây là filter low pass filter 24 à, uh, cut up. đây là cut up bao nhiêu đây cut up này là khoảng uh, từ đây tới 5 thì cái cut up này tầm khoảng 2 chấm nằm khoảng đây rồi, còn gì nữa? Đây là Modulation Envelope Thì kích up Nó tác động uh, tầm khoảng Ở đây là tầm khoảng 40% Thì đây Envelope uh, Của Filter Thank you for trying this demo. Oh I will love you though. die Thank you for trying this demo. À, như các bạn thấy là nếu chúng ta biết sử dụng thì thật sự cái synthesize cái plugin nào nó cũng y chang nhau nó không khác gì hết nó hoàn toàn giống nhau bởi vì nó đều có một cách hoạt động một cái nguyên lý chung đó là uh, oscillator qua filter envelope am thì đây cũng y chang vậy thôi Oscillator qua filter uh, rồi envelope của filter xong rồi am rồi envelope của am rồi ra output nó chỉ có vậy thôi nên tại sao chúng ta phải bỏ ra 4 triệu mấy để sở hữu một cái phần mềm mà trong khi nó đã có sẵn trong tần của các bạn. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai nữa là mình thấy một số bạn thì uh, hay mixing thì hay lên khen thằng uh, glue glue của Cytomix. thì đây là một cái plugin compressor của một cái uh, bus compressor đó là nổi tiếng của SSL. Thì họ giả lập lại thành một cái phần mềm tên là Saitomic ha. Thì các bạn để ý ha cái tên Saitomic Glow. Nếu các bạn vô trong uh, plugin của Ableton thì các bạn thấy Glue Compressor ở đây. Các bạn kéo vào đây thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có chữ Saitomic có nghĩa là Ableton đã mua bản quyền hay là hợp tác với Saitomic để làm ra cái Glue Compressor này rồi. Nên các bạn không sẽ không thấy được cái sự khác biệt giữa xài một cái thằng 99 đô vào cái thằng có sẵn trong Ableton vào cái plugin nữa đó là serum serum thì chắc là các bạn ai cũng biết rồi đúng không đây là table synthesizer thì mình cũng không có thời gian để mình đi qua hết tất cả mọi thứ ở trong đây mình chỉ nói cơ bản thì đây nó sẽ có oscillator và nó sẽ có filter và nó sẽ có envelope với level mapping với nhau được và nó sẽ có fx matrix matrix này có nghĩa là các bạn chọn một cái uh, envelope một map với cái oxidator A volume chẳng hạn đúng không và tăng cái amount của nó ở đây thì đây là cách sử dụng của serum và ở đây thì serum nó mạnh là bởi vì các bạn có thể load được quay table của rất là nhiều thứ mà các bạn đào trên mạng về nó có phải là thể là file quay hay là nó là file bất kỳ gì đó nhưng mà quay table của Ableton nó cũng tương tự như vậy chả khác gì nói về giao diện thì các bạn thấy ở đây oxidator 1 oxidator 2 các bạn vẫn có thể chọn quay shape ở đây thì các bạn thấy rất là ít nhưng mà Ableton cho phép các bạn import một cái quay file bất kỳ mình ví dụ ở đây uh, Maridaga Mari One Shot mình thấy mình kéo thẳng vào đây buông ra là nó có thể cho mình dùng cái quay đó để mình dùng làm cái oscillator thì nó tương tự y chang serum chứ không có gì khác hết nó cũng có phần matrix cho các bạn các bạn có thể map thì khi mà các bạn chạm vào một cái nút bất kỳ ở đây thì nó sẽ hiện ra cái nút đó frequency 2. Đó, ra frequency 1, frequency 2. Thì các bạn có thể map matrix nó với những cái còn lại. Ta nó y chang thằng serum, cái điểm mà nó khác là nó không có cái phần effect như serum là những cái effect này. Nhưng mà những cái effect này các bạn có thể vào trong audio effect thì các bạn thấy distortion là cái sát mình vừa nói flanger cũng có luôn flanger đâu rồi flanger flanger đây có flanger chorus có chorus không có luôn chorus có compress có reverb có reverb rồi có filter không có luôn auto filter đó là tất cả những cái gì mà các bạn có thể làm nếu mà các bạn sử dụng tối ưu được những cái phần mềm trên tên này thì các bạn hoàn toàn không có lý do gì để các bạn bỏ ra vài triệu đồng để các bạn sở hữu những cái phần mềm này bởi vì phần mềm này nó có những cái sao băng mà người ta đã làm sẵn và các bạn đao về các bạn sử dụng được nên đó là cái giá trị của những cái phần mềm này còn nói về chức năng sử dụng thì nó như nhau nhưng mà sao băng không phải chỉ serum hay là silent này mới có mà sao băng này đa số nó sẽ có rất là nhiều ở đâu cũng có nó nếu mà các bạn lên trang chủ Ableton, khi các bạn vô phần Pack này thì các bạn sẽ vào cái phần Free. Rồi các bạn sẽ chọn Genre hay là Instrument. Nếu các bạn chọn Scene, thì nó sẽ ra tất cả những cái Scene mà Ableton có và nó hoàn toàn miễn phí cho các bạn luôn. Còn nếu mà bạn nào muốn ủng hộ thì các bạn có thể vào trong cái phần uh, On Sound, nó sẽ có những cái Pack nó bán. Giá nó không có cao, giá nó khá là rẻ. Ở đây thì do tài khoản của mình uh, đã được kích hoạt gần như hết tất cả những cái này rồi nên các bạn sẽ không thấy giá ở đây nếu mà các bạn đăng nhập bình thường thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy cái giá mà giá nó rất là rẻ nó tầm khoảng 5 đô 10 đô thì tính ra có khoảng trăm ngàn hai trăm ngàn so với những cái gì mà các bạn nhận được thì nó quá là nhiều nên hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu được là tại sao các bạn không cần phải mua bất cứ cái gì khi bạn sở hữu Ableton rồi thì bạn chỉ chơi với nó, chơi đùa với nó và mình hãy tích góp thêm các kiến thức mà mình cần về sao design về cách sử dụng Ableton làm thế nào để mình maximize được cái khả năng làm việc và một điều quan trọng nữa đó là nhiều bạn sẽ gặp trường hợp là sử dụng VST bên ngoài và các bạn sẽ bị scratch rất là nhiều bị dăng phần mềm ra, đó là cái độ không tương thích cao, thì những cái phần mềm của Ableton nó đảm bảo cho các bạn cái độ tương thích rất là cao và các bạn sẽ không bị dăng, không bị đá ra ngoài khi mà các bạn đang sử dụng nó và đó là tất cả những cái chia sẻ trong cái video lần này Đó chỉ là một vài cái plugin hoặc là một vài cái preset có sẵn trong Ableton Mà mình thường xuyên sử dụng mình chia sẻ với các bạn Nếu mà các bạn có quan tâm tới những cái kỹ thuật hoặc là những cái tip trick hoặc là hướng dẫn sử dụng Ableton Hay tất cả mọi thứ các bạn có thể comment vào phần comment phía bên dưới đặt câu hỏi của mình và mình sẽ quay lại trong những video kế tiếp nếu bạn thấy vlog này hay thì các bạn hãy like, subscribe và theo dõi kênh của mình để cập nhật những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.